Rồi hello, xin chào anh chị em các bạn đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cờ ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mô tô 150cc. Đây là những mẫu xe sport rất là nhiều, về rất là cực kỳ nhiều đấy anh em nhé. Thì đầu video thì mình cũng như mọi kỳ thì mình sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh chị em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Cửa hàng thì vẫn có nhận trao đổi xe, có hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe. Tất cả dòng xe chính hãng thì cửa hàng sẽ bao rút hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng nhé. Những cái mẫu xe mà dưới 20 triệu cửa hàng sẽ không bao hồ sơ thôi. Nhưng còn mẫu xe từ 20 triệu trở lên thì cửa hàng sẽ bao rút hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em ha. Rồi thì đồng hành với mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá của mình nhé. Bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em Ok. và anh Thắng sẽ cập nhật cái xe phân khúc 150 hiện Rồi. có trong cửa hàng em nhé. Nó cũng khá là nhiều ấy, anh chị quan Rồi, tâm thì cứ mình sẽ xem từ cập đầu đến nhật đuôi nhé, rất là nhiều xe. bên dưới này trước ha, xíu mình Ok, lên lên trên lầu đấy bên anh dưới này đầu tiên là cái món xe giờ mới làm ở ngoài này, hiện em. tại đang còn 7 con này là xe mới 100% nha anh chị. À, đây xe mới ha, Đó, xe mới 100% 100% thì em đang bán là đồng giá là 56 triệu một chiếc bao VAT cho anh chị nhé. đó, để mẫu 56 là đây là R15V3 anh em nhé, R15V3 mới hết. 100% luôn đó. Còn Còn bên trong kia là xe cũ. xe cũ thì cũng rất là nhiều anh em nhé. Rồi, mình sẽ đi luôn hàng này luôn ha. Đúng, con đầu tiên là con biển số 92 Quảng Nam. Con này đi ít thôi, đi có 1.500 km, 1.400 mấy á. Đăng ký lần đầu năm 2022. Con này thì hôm giảm xuống nó còn 47 triệu cho anh chị mình nhé. Đó, Đó, 47 ha. Mấy 47 con thôi. này là vẫn bao hồ sơ hết Bao hồ ha. sơ hết, bảo hành máy móc 6 tháng cho anh chị mình. Rồi, Đó, ok. sang bên cạnh này con biển 65 của thành phố Cần Thơ. Xe đi 6.900 cây, 7.000 cây. 2022 luôn, hôm nay giảm xuống nó còn 41 triệu. Đó. 41 luôn. Rồi. Tiếp đến là con này là biển số 2022, xe đang rút hồ sơ. Con này thì nó mới về cho nên em chưa giảm được 43 triệu cho anh chị mình nhé. Đó, Xe 43 triệu. đi hình như có 1.000 mấy cây. Đó, đây vỏ zin này, giày cùi luôn ha. Đó. Rồi, này thì có mấy chiếc này thì toàn là những xe đời cao không em Xe đời cao ạ? xanh xám, tiếp đến xanh xám, con này là biển 78 Phú Yên. Con này đi 20.000 cây, để cho anh chị là 39 triệu thôi. Đó. 39 thôi. Đó. Tiếp sang đến con này là màu cũng là xanh xám luôn, biển Xanh xám. 67 của An Giang 2022. Hôm nay giảm xuống còn 39 triệu cho anh chị mình nhé, Rồi, đi là cũng 39 luôn. 20.000 cây. Ok. Đó, sang tiếp này vẫn là xanh xám, đang rút hồ sơ 2022. Con này giảm xuống 47 triệu, con này đi có 1.400 km. 1.400 cây, mấy chiếc này là zin nguyên bản hết Zin ha. nguyên bản hết, gần như là xe lụi Đó. đẹp keng luôn. Rồi. Đó, tiếp đến là con này là biển 67 của An Giang 2021. Con này thì để mới đi 11.000 cây cho nên để cho anh chị là 41 triệu đi. 41 triệu nha anh chị. Đó, 41 thôi. Đó, 41 triệu đấy anh 41. em nhé. Này thì Xanh xe cũng giảm rất là xanh rẻ rồi, xám. nếu mà những cái mẫu xe này chắc mình trả trước khoảng mấy triệu được, Đúng rồi, tầm 5 đến 7 triệu là à, ok. 5-7 triệu rồi ha. Đấy, Tiếp đến là biển 48 của Đắk Nông, xe 2022. Con này đi 14.000 cây để cho anh chị là 41 triệu chiếc này. đó, 41 luôn. Chung là Xe cái hơi mẫu chậm. R15 của CBR như là lúc nào cũng có anh Đúng nhé. rồi. Tiếp đến là biển con này là màu xanh xám biển Sài Gòn luôn này. Đi 5.000 cây. Để hôm nay giảm xuống là còn 45 triệu thôi anh chị ạ. 45 Đấy, triệu mà. 45 triệu thôi. Rất là mình. Xe chỗ này nó chật bởi vì anh Hơi chật. Phong anh có À, rồi. kinh doanh thêm mảng ô tô. À, rồi. Đó. Đó, thì anh chị em nào mà quan tâm mẫu nào thì mình inbox Zalo ha. Cửa hàng sẽ quay video kỹ hơn. Chung Tiếp là số đến lượng là xe thì rất là nhiều ha. biển Sài Gòn nữa. Con này là biển Sài Gòn T2 quận nhất anh em. Xe 2020 đi có 8.300 cây, hôm nay giảm xuống cho anh chị còn 39 triệu nhá. Lâu lâu nổ máy Ok. con cho anh chị nghe. Kinh doanh đầy đủ ô tô mô tô. Tiếp đến là cụ là biển Sài Gòn luôn 2020. Con này đi 11.000 cây để cho anh chị là 38 triệu. À, còn 38 thôi. Em mua được một lô này của công ty gì ạ? À, xe Bên công ty luôn hả? trên Sài Gòn mua được 7 chiếc lận. Rồi. Sang đây có biển 60F3 thành phố Biên Hòa Đồng Nai 2021. Con này đi 8.000 cây để cho anh chị là 39 triệu xe 2020. Con này 2020 anh em, ai Rồi, ghi nhầm là 2020, 2021 nhé. 39 nữa hả? 39. Đó. Tiếp đến là màu đen. Đen đỏ biển 86 Bình Thuận 2020 để đi 16.000 cây. Con này có 38 củ thôi anh em. Còn như 38 thôi. À. 38 cụ. Tiếp đến là màu đen bóng, đen bóng là Đen bóng 2020 luôn. nhé. Con này đang rút hồ sơ. Con này để cho anh chị là 41 triệu xe mới về thì em chưa có giảm được.
À đúng đúng rồi, đúng rồi. Bạn tới chưa? Tiếp đến là biển 38, à biển 47 của Đắk Lắk 2019. Con này thì để anh chị có 38 triệu thôi, 9.000 À cơ. rồi rồi, bạn từ như có bạn dựng đất đi, có người nhà ra vào nhận xe nhé. Ok. Ok. Tiếp đến là biển con này đen nhám đầy cao anh em, Rồi, đen nhám 2022. này. Biển 68 Kiên Giang 2022. Con này thì hôm nay giảm xuống là còn có 40 củ thôi, 17.000 cây. 17.000 cây ha. Đúng không? Của con này về sau, biển 60 của Đồng Nai 2021 để cho chị là 41 triệu. Rồi, con này 41 luôn. Đạt À, đi. R15M là Đúng, bán con rồi đấy ha. V4 À, bán. V4 là bán rồi. Áo ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ Áo. lên trên lầu để cập nhật một số cái mẫu cho trên lầu cho dầm nữa ha. Cầm hai chai nước ra ngoài bàn. À, rồi, thì mình lên trên lầu để cập nhật một số cái mẫu R15 luôn cho anh em nhé. R15 thì rất là nhiều anh em ạ. Đó. 15 cái này dồn lên trên lầu rất là nhiều. Ok. Sẽ đi từ lượt từ con này ha. Con Ok. đầu tiên này là con biển số 67 của An Giang. Xe 2020, màu đỏ đen rất là đẹp, biển 67 An Giang này. Con này hôm nay giảm xuống còn 38 triệu, đi có 9.500 cây nha anh chị. 9.500 cây ha. Đó. Xe Đấy, cực kỳ sạch đẹp ok nha nhá. bạn. Đấy, anh thấy vỏ này là vỏ zin nha nhá. Zin theo Đấy, xe đầy hết. cùi luôn. Còn con này thì biển 69 của Cà Mau. Con này đi hai mấy nghìn cây, nhưng đăng ký lần đầu năm 2021 nhé. Hôm nay giảm xuống còn 39 triệu cho anh chị thôi. Con này là màu sơn, sơn đẹp son của Honda. À, đây màu Sơn sơn này, luôn ha, màu tem sơn sơn, luôn này. tem sơn 3D luôn. Đó, ok. Tiếp đến con này là biển 71 của Bến Tre này. Con này là xe 2019, màu đen đỏ. Biển 71. 2019 đi 20.000 cây rồi. Con này hôm nay giảm xuống còn 34 triệu thôi. 34 triệu. Đấy. Giờ zin luôn em nhé, nguyên Zin bản nguyên luôn. bản luôn. Đó. Tem du tịt hợp. Ok. Ở dưới này Rồi. con này màu đen đỏ đen 2020. Là đỏ đen. Con này thì 2020 biển 78 của Phú Yên, nó đi được có lên cái bô ha, bô với cái chân gió. À. anh em thích bộ jean em đổi về bộ jean nhé, mọi người Ok. đi 5.000 cây, 5.000 cây để 40 triệu đi, À 40 40 triệu triệu à. dám đi. Rồi, ok. Sang Còn đây chiếc là màu này. xanh đen 2020. 2020 này là hồ sơ có sẵn rồi, anh chị sẵn về ra tên này. Con này để chỉ có 36 triệu thôi, đi 19.000 cây. Alo. À, đúng rồi, đúng, cửa hàng sẽ xanh xanh BSG. Ừ. Sau sang bên này biển 67 An Giang cũng đăng ký lần đầu Rồi năm rồi. 2020 luôn. Rồi rồi, có rồi, có rồi. Rồi. Con này thì về sau cho nên em chưa có giảm giá được. Em xem đi nhiều chưa? Đi có 4.000 cây rồi anh Rồi, con này em. đi 4.000 đó. Yếu bình mất tiêu. Tiểu bình này. Siêu lướt, con này để cho chị là 41 triệu nhá. Đó, 41 triệu xe là zin luôn Zin. ha. Rồi, Đó, cái phía này nó dưới luôn. này nữa. Còn màu xanh thì chắc em nói nhanh biển số và giá cho anh Ờ, chị thôi. ok Anh chị ưng chiếc nào thì cứ thì số đọc lượng lại nhá. xe rất là nhiều anh Con này là biển số 78 của Phú Yên, em à 448 của Lâm Đồng. Con này đi 9.000 cây, để cho chị là 38 triệu. rồi Đó, 38 à, chị muốn rẻ thì bên trong này có màu luôn vàng này. Đấy, đang rút hồ sơ rồi, con này 29, hôm nay giảm xuống cho chị còn 36 thôi. Đấy, tiếp đến đó. màu xanh là biển 68 của Kiên Giang 2020, có 36 củ thôi nha anh em, xe mới về thì em đọc luôn giá Đó, bán. biển 68 ha, còn nhà chiếc ở Tiếp bên đến kia là là con biển biển 83 Sóc Trăng 83 hả? 29, con đấy thì giảm xuống 37 triệu cho anh chị mình. Rồi, Giá ok. quá trời giá đất rồi Đó. lắm. Tiếp đến Rất là xuống dưới nhiều này nữa. R15. Con này là con đang rút hồ sơ 2020. Con này Đấy. để cho chị là 37 triệu này, Đó, giảm xuống lên 37 này. 37 ha, lên chống đổ đèn chợ sáng Đúng không? ha. Bên Đó. trong con đang rút hồ sơ 2020 nữa, con này mới về 38 triệu cho anh chị mình. Con này lên full ốc titan. À, Đó, lên dần rất full ốc đẹp. titan luôn. Tiếp đến là biển 62 Long An 2020. Để cho chị là 38 triệu xe mới về. Rồi. Tiếp đến con này luôn, biển Sài Gòn 2020 để cho chị là 37 triệu nhá. Đó, Đấy, bên một Sài Gòn dãy luôn. trong kia nữa, tem trùng này. Con ngoài cùng này là có 37 triệu thôi. À, ok. Con tiếp đến là cũng 37. Còn con đen nhám kia là đời cao, con đấy là 40 triệu. Rồi. Số lượng nó nhiều quá cho nên em không có chi Đúng tiết được, là anh số chị lượng thông xe cảm nhé. R15 rất là nhiều anh em ạ. Thì anh Em chị mà thông quay cảm. kỹ chắc rất là lâu ha. Tiếp đến con này là biển 70 Tây Ninh 2020, con này về sau đi có hơn 2.000 cây xíu. 44 triệu cho anh chị mình. Đó, xe là zin Xe luôn, keng leo nguyên đen. bản ha, quá đẹp luôn em. Tiếp đến là giờ ở biển Sài Gòn 2020, con này 12.000 cây để cho anh chị là 38 triệu. Con này biển Sài Gòn luôn, 38 này, cũng là xe zin nguyên bản nhé. Nhìn bạn. Tiếp đến là Đây, biển 94 của đèn Bạc nhám Liêu mà. 2020, con đấy 36 triệu thôi anh. 36 triệu. Còn trong tem trùm cũng 36 triệu. Em Đó, nghe anh có Bình nhiều ơi, tiền trùm kìa. 36. Đây, thì đây cũng R15 nữa anh em này. Nói chung là số lượng xe Tí R15 để giờ cũng nhà rất là anh nhiều em nhưng để mà. nhà. Đó, rồi. À rồi Đây, ok. R15 V3. Đó. Con này biển 68 của Kiên Giang, con này giảm xuống còn 35 cục thôi. Rồi, 35 triệu thôi.
Rồi, thì bên này. Con này bị 69 nè, 69 Cà Mau à. Em nghe không? Em nghe không? Bị nào? Vâng. Đó. Con này đang giảm nó còn 36 củ không nhỉ? Rồi 36 thôi. Đây, có chiếc màu bạc, chiếc này là tiêm chùm không ta? Tầm trung. Tiêm chùm màu bạc này. Này cũng là một chiếc xe zin luôn anh em nhé. Xin tuần tập. Con này để Rồi. Sài Gòn vẫn tội đi nhiều thôi. Đi tới 60.000 cây rồi. Chủ xe khá là bảo dưỡng. Đi 60.000 à. Hết xăng này. Xăng Con tiêu này hôm nay để cho tầm nhầm giá là trung 30 31 à. 31 rẻ nhất 31 nha. triệu. Có rẻ luôn. Đấy, vẫn Em bao hồ nghe sơ anh em nhé. rồi. R15 thì rất là nhiều, chắc mình lướt qua cái R15 luôn ha. Đây, R15 bên này Tay tay cũng tay còn cái rất là hết bình nhiều. này, nó hết bên hết bình này. Anh sang với Đó, em với. đây mình sẽ đi cái hàng này Nó bị yếu xuống bình. cho anh em luôn ha. Anh thả ở cái yên giữa, nó có hai con ốc, anh vạch lên là có hai con ốc. Đó. Để gọi video cho, Nói để chung gọi là video. trong Anh khi gọi video coi cho mà em đi. mình anh em chưa có thấy chi nào chi tiết thì mình cứ inbox Zalo cửa hàng gửi chi tiết xe cho anh em ha. Đi từ bên này con biển 47 Đắk Lắk này. Con này là xe Đấy, bô bổng này, 36 vui triệu là đi được zin luôn. 26.000 cây. Anh vạch cái yên lên em chỉ cho. Cái yên Đó, giữa. ok. 36 triệu Đây, ở chỗ 24 này ngàn cây yên nhé. giữa nó đây đúng không? Ở Đó. chỗ này nó có Nói một chung hai là con ốc về này. cái mẫu xe R15 Vạch chỗ thì này lên. Suzuki anh đấy, em vạch thấy chỗ này cái lên là nó số lượng có hai xe con anh em ốc. thấy rất là Hai nhiều bên. luôn ha. Và giá bây giờ thì cũng tầm 31, 33 Đó, thấy không? hoặc hơn chút xíu nữa thôi ha. Đấy, thấy hai con ốc. Đó. Cậy anh hại cậy hai con ốc ra xong anh Đây là sạc những vào nó mẫu phát là xe được không? Sport 150cc chính hãng của Yamaha nên mà máy Yên móc bình thường, thì tháo rời mà, yên tháo nó rời cũng được, rút rất ra. là ít Tháo hư hai con ốc hỏng cũng tháo rời ra. và rất là tiết kiểm xăng Ừ. dành cho anh em Anh nào tháo mới hai con tập ốc xong chơi mô anh nhấc nó tô lên ha. thôi. Đó. Rồi, còn bên Vâng. này thì Vâng, mình lướt qua ha. Đây có có khách thể hàng sạc hỏi sạc chút bình vào xíu. cho em. Vâng. Con này bị Sài Gòn luôn, Là được xe đấy. là cũng là zin luôn anh em nhé. Anh Rồi, sợ đem nó mình sẽ sợ xem sạc nào. ấy. Con này Nhà hôm nay còn mình nếu mà 40 sạc thì triệu tự nữa. sạc. Đăng ký 2020, 40 triệu Vâng. xe là zin luôn. Từ sinh nhan bô bổng là zin luôn ha. Sài Gòn. Rồi. Đấy, tiếp đến sau đây có biển 67 An Giang, xe 2020, con này về sau đi có 8.000 cây. Để cho anh chị là 38 cục nhé. Đó, 38 cũ thôi, mà có Sang 8.000 cây bên thôi anh biển em. 67 An Giang, con này là 2020, hôm nay giảm xuống còn 39 triệu đi 6.000 cây. Rồi, 39 triệu. 37 Nghệ An đi được 9.000 cây. Con này hôm nay giảm xuống còn 38 triệu này. Đó, 38 triệu luôn, Quỳnh Đấy, 37 con ha. này giá rẻ đây, con này đi full bài nồi bô xăng lửa. Con này để cho anh chị là 33 triệu thôi. Xe máy là gì nhá anh chị? Đó, lên nồi bộ xăng lửa ha, Đấy. 33 triệu. Con này là 15.000 cây biển Sài Gòn, để cho chị là 37 triệu. Biển Sài Gòn luôn, 37 triệu. Quá trời có đất rồi, 15. Con này là 38.000 cây, để cho chị là 37 triệu luôn. Xe đẹp 37 nhé, đồ có chơi lên nhiều. tiêm chùm ha. Đúng không? Con này thì 27.000 cây, để cho chị 36 triệu. Biển 81 của Gia Lai. Một Gia Lai. Tiếp đến là 63 của Tiền Giang, à 83 Sóc Trăng nhé. 2021, con này về sau, để cho chị là 38 triệu chiếc này. Đó, 38 luôn. Tiếp đến là có mẫu CBR 150R, hiện tại xe mẫu cũ thì em còn 6 cái. Cái đầu tiên này là đăng ký lần đầu 2019. Đây, con này thì rất là đẹp anh em này. Biển 86 Bình Thuận. Repson nhé. Nó đi có 2.000 km rồi. 2.000 cây ha. Cho nên giá nó cũng hơi Và tới tới thì cho chị là 40. 40 ha. Xe là zin nguyên bản Zin mới đi nguyên bản. 2.000 thôi anh em nhé. Đúng không? Có đẹp loại đẹp Quá luôn đẹp. ha. Rồi. Con này. Chiếc này là chiếc đổ đèn Dạ này độ ha. độ 29 đang rút hồ sơ. Con này độ cái đầu đèn này, Đổ đổ đèn độ ha. ốp bình xăng đi 20.000 cây để cho anh chị là 36 triệu. 36 thôi. Tiếp đến là con này biển 62 Long An, Cũng là tem Repsol tem luôn. Repsol cũng là 36 triệu luôn. Đấy, cũng là xe zin nhá, Thì nguyên tương bản tự. luôn. Tiếp đến là 60F3 Biên Hòa Đồng Nai, con này thì hôm nay giảm xuống còn 32 triệu thôi, chị quá mềm rồi. Rồi, 32 luôn. Rẻ nhất là con này, một vài chi tiết nó không được đẹp cho nên bán rẻ 28 28 triệu. 28 triệu, con này thì nó lên ghi đông với lại Con tay này thắng tay côn đúng thôi, không, anh còn em máy nào móc zin luôn ha. zin đét về dọn đi. Ok. Và con này biển Sài Gòn giảm xuống còn 32 triệu luôn cho anh chị mình. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ Lên trên lầu nữa, lên trên lầu để quá trời lướt có đất qua rồi, cho một số cái mẫu trên lầu nữa anh em nhé. quá trời xe anh em ạ. Rồi, cái này thì cũng còn là khá nhiều cái mẫu sport này anh em này. Hôm nay thì dồn hết lên như đây thì nó hơi chật chút xíu anh em nhé. Cho mình đi Rồi. luôn thêm cái thằng CBR anh em. CBR mẫu mới, CBR mẫu mới à. con này là con biển 78 của Phú Yên, xe 2022 mới về hôm qua. Con này đi có 1.000 cây thôi anh em ạ. 1.000 cây hả? Đấy, Đi ở trước ốc sờ chưa Đó. có gợn. Ok, đấy, Con này zin thì nguyên bản luôn để cho này. anh chị là 50 triệu nhé. Đó, 50 triệu. Rồi. Tiếp đến là con này biển số 47 của Đắk Lắk màu Cũng là HRC đấy, HRC. lên bô bắt đút gầm chống đổ, xe thì bọc keo nguyên con.
Đó, con này giảm xuống là còn 46 triệu cho anh chị mình đi 12.000 cây. 46 triệu thì đi 12.000 thôi. Được Bên trong là biển 81 của chưa Gia có Lai. đèn nhám này. Đèn nhám sẽ đi mười mấy nghìn cây. Con này thì để cho anh chị có 46 triệu thôi. Đấy, 46 46 triệu rất là đúng là mềm xe nha. zin nguyên bản ha. Sang đây con này đi 3.000 cây nhưng mà nó biển Sài Gòn. 59X4 thành phố Thủ Đức 2021 để cho anh chị là 50 triệu trước này. Rồi, Rồi, 50 luôn. có anh chị là muốn giá rẻ, Xe con zin bên luôn. trong kia là rẻ nhất. Đi được hai mươi mấy nghìn cây. Hai À, mấy nghìn con cây này biển cũng zin nguyên bản mà. 83 Sóc Trăng, cũng zin nguyên bản thôi, máy của À, Honda thì hai mấy nghìn cây thì anh em rồi, cảm giác nó chưa xin nhê ok. gì đâu. 43 củ cho anh chị nhé. À, 43 triệu thôi anh em nhé. 43. Đó. Anh em nào thích mẫu CBR thì có thể tham khảo này. Có trang bị Đây. ABS luôn. Kiểu dáng Đúng cũng rồi. khá đẹp ha. Tiếp đến là biển 69 của Cà Mau, xe Rồi. 2022. Nó Rồi, để cho anh chị chiếc là này. 47 triệu, xe đi 9.000 cây thôi. Rồi, chiếc này cũng là xe zin luôn. Zin đẹp luôn. Đó, ok. Đấy, xuống dưới này 150 nữa thì có thằng GLXR 150. GLXR 150 giá rẻ nhất của nó bây giờ là còn 24 củ. Và mắc nhất của nó là 32 triệu với bản ABS. Rồi, Lần đầu ok. tiên này nó đang rút hồ sơ này 2019. Con này thì hôm nay giảm xuống còn 28 triệu này anh chị. Xe đẹp 28 cơ triệu. này có 28 triệu. Đó, Đấy, mấy xe mẫu GX này vẫn rất bao là hồ sơ mượt, anh em bao ha. hồ sơ. Anh chị trả góp cái mẫu này trả trước khoảng vài ba triệu là góp được thôi. À rồi, 2 3 ok. triệu. Còn bên trong cũng vậy, 26 triệu thôi. Đó nha anh chị, Đấy, xe 26 triệu. biển số 670 Tây Ninh. Đó, mấy chiếc này là xe máy móc là vẫn zin luôn Zin ha. đét này đẹp. Đó. Con này là cầm mâm màu sơn lại màu xanh, biển 767 An Giang, 29, 27 triệu cho anh chị mình. Rồi, 27 triệu thôi. Con này đang rút hồ sơ bên trong 29 cũng 27 triệu thôi. À, con này là lên tiêm chùm ha, Tiêm chùm. tiêm chùm này. Con này là biển 68 của Kiên Giang, bản ABS nha anh chị. Đây, ABS anh em này. Đấy, con này thì 32 triệu đây, ABS. Đó, ABS mình giờ có 32 thì em nhá. 32. Dạ, siêu Bên rẻ trong là luôn. biển 67 An Giang đi 10 12.000 km nhé. Em nhớ con này chuẩn nó đôi 12.000 cây. 12.000 cây thì sẽ để cho anh chị để bao nhiêu ta? 28 triệu. Đó, 28 rồi. Đấy, con này mới về này, xe đẹp. Em chưa có giảm được. Con này thì để cho anh chị được 30 triệu thôi. 30 luôn. Còn bên cạnh kia nữa cũng 28 triệu. Còn bên cạnh này Con này biển số đang đâu rút anh? hồ sơ, À, con này rút hồ đang rút. sơ, đang rút hồ sơ luôn Xuống dưới à. này con này biển 63 của Tiền Giang. Xe 2019 để cho anh chị có 26 triệu thôi. 26 Bên trong con này kia là bản ABS để cho anh chị 32 triệu luôn. con này đen nhám ABS này, 32 luôn. Xuống dưới này em cặp còn một cặp CBR Thái. Con Rồi. ở ngoài này con biển 60 Đồng Nai. Hôm nay em giảm xuống còn 21 triệu. 21 triệu hả? 21 triệu bao hồ sơ nhanh chị. À, bao rút hồ sơ luôn. À, đúng rồi. Đấy, CBR Thái em nhé. Xe đi máy móc là nguyên zin hết. Rồi, Còn con ok. bên cạnh kia thì nó là biển số Sài Gòn. Con này Đấy. bán bao tranh chấp thôi. À, Bao tranh chấp cho anh bảo tranh chị chấp. là bao nhiêu ta? 20 triệu. 20 triệu hả? Con Siêu này mềm. có lên tiêm chùm này anh em Tiêm nhé. chùm. Đó, nói chung là về số lượng xe thì cửa hàng rất là Quá nhiều luôn. Nhưng mà nhiều. hôm nay thì cập nhật riêng với cái dòng Sport 150 mà đã rất là nhiều rồi. Quá Ha. Còn rất trời. là nhiều cái mẫu xe từ 125 đến 1000cc. Thì anh em mà cần thông tin chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo ha. Đấy. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe. Ở trên này có R15 V2 À, rồi. V2 còn còn. Quay mấy chiếc V2 cho anh em nhé. Đợi, đợi, Đó. Có mua bán trao đổi xe và có ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em trả trước mẫu xe này thì tầm 5 6 triệu thôi ha. Đây có đợi. R15 V2 V2 này. hiện tại còn 4 cái. Con đầu tiên là con biển 62 của Long An. Con này bán bao tranh chấp thôi anh chị. Bao tranh chấp cho anh chị mình là 17 triệu. Đấy, Đó. 17 triệu nhé. 17 triệu, Đấy. cà vẹt giấy tờ đầy đủ cho anh chị mình lưu thông nhé. Đó, anh em Đó. nào thích R15 Trải V2 nghiệm thì chơi tham đội này. khảo Còn anh chị muốn sang tên, muốn xe cứng thì con này 24 triệu, xe cứng đét nhé. ha. Hai bộ bóng là zin luôn này, đuôi Zin zin. zin hết là khá là cứng. Máy êm ha. Đó, thì em mới bảo là cứng, Con này là vẫn bao hồ sơ không? 24 triệu bao hồ sơ. 24 bao hồ sơ. Và con này em bao hồ sơ, con này là biển 48 của Đắk Nông. Bao hồ sơ cho chị. 22 triệu bao hồ sơ. Rồi, 22 triệu bao hồ sơ. Sang đến con này. Con này là biển số 90 của Quảng Ninh. Biển xa quá cho nên em bao tranh chấp luôn. À, rồi chấp à, 90. Xe rất là Đó, cứng nhé, đi máy móc êm 23.000 ha. cây chuẩn auto. Con này thì để cho anh chị là 22 triệu bao tranh chấp. Đó, thì anh em mà cần thông tin chi tiết xe nào hay là cần ship xe về đâu thì mình cứ inbox Zalo ha. Trong khi quay có thể là mình quay chiếu chi tiết á, anh em cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ quay video chụp hình kỹ hơn nhé. Đó. Rồi địa chỉ cửa hàng nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 nhé. Anh em cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ tư vấn thêm nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video đây ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Rồi chào bạn Trọng ha. Dạ, chào chị và các bạn nhé. Ok, còn anh em đang xem chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác anh em tham khảo ha. Xin chào, hẹn gặp lại ha.